bem, cứ mày như vậy. À, to nữa. Mẹ ơi, xin thương con.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kẻ của tôi khi này và trong giờ lâm chưa amen. Chúa trời cầu cho chúng con là kẻ của thời kỳ này và trong giờ Thank you.